ra một lượng sát thương cực kỳ lớn với độ chính xác trong những tình huống sử dụng cầu sấm của mình, và đã giúp cho bên phía của Tiểu Anh giải quyết được bài toán ở giai đoạn sau. Họ đã gặp một chút xíu khó khăn giai đoạn sau khi mà bắt đầu cải lượng sát thương của bay tốt hơn, nhưng mà đội hình của Genji đã không thể nào tạo dàn chắn được, tại vì không có dàn chắn nào chịu nổi lượng sát thương đến từ Z ở trong ván đấu vừa rồi cả. Anh ta chuyển hóa lượng tiền mà mình có được từ dàn đi đường thành một lượng sát thương vô cùng ấn tượng, và bắt buộc Genji đã phải lãnh thất bại ở trong ván đấu đầu tiên. Nhưng giờ đây, bước vào ván đấu thứ hai, Genji qua bên phía đội 1 chắc chắn sẽ có một số thay đổi ở trong giai đoạn cấm và chọn, và họ sẽ là đội được đưa ra lựa chọn đầu tiên để khởi động đội hình của mình. Không biết là có phải là các thành viên bên phía của T1 họ hiểu được rằng là hiện tại thì Doran đang không đạt được cái tinh thần sức khỏe đầy đủ 100% hay không, mà để cho Zerg đánh một cái vị tướng mang thiên hướng carry trong ván thi đấu vừa rồi, mà thậm chí là anh ta thành công, thì có thể đây sẽ là một cái điểm nữa dành cho bên phía của T1 để có thể để ý tới, là có thể đánh lệch đến khu vực cánh trên như cách mà họ đã làm ở trong nhiều mùa giải trước, thay vì là đánh xuống khu vực cánh dưới cho Kuma Yoshi. Và chúng tôi sẽ cùng đến với cấm chọn của ván thi đấu thứ hai. Genji trở về với đội 1, họ cấm luôn 3 vị tướng xạ thủ, còn T1 thì có lẽ là vẫn sẽ là những vị tướng quen thuộc mà thôi. Những lựa chọn cấm này từ bên phía của Genji cũng rất là hợp lý. Họ cần phải đánh vào một Kuma Yoshi đang rất là mạnh ở khu vực cánh dưới với phong độ cao. Và với lượt lựa chọn trước này thì Genji đã gửi thông điệp rằng Doran sẽ đánh carry. Thì bên phía T1 hiện tại cờ xanh T do Zerg sẽ không có. Kèo đối đầu nếu như Na thì là một kèo dưới ở trong cuộc đối đầu về mặt chất tướng với lại Jay. Nên tôi cũng đang có cái câu hỏi nhỏ nhỏ là liệu bên phía của Genji sẽ, xin lỗi các bạn, T1 sẽ dùng cái gì để đối mặt với con Jay này của Doran. Có một cái điểm nhấn nữa mà tôi nghĩ rằng là có lẽ chúng ta cũng nên để ý ở trong cái ván thiếu đầu tiên, đó chính là con Sejani, một trong những cái vị tướng mà nổi lên cực kỳ mạnh ở trong giai đoạn FCK mùa xuân này, chứ không phải riêng gì từ phiên bản nào cả, và đang gần như xuất hiện 100% ở trên bàn cấm, và nếu như không cấm sẽ được lựa chọn, và cũng có 4/11 số phiếu bầu dành cho owner là PLG trong ván thiếu đầu vừa rồi. Vậy nên con Sejani này cũng là cực kỳ quan trọng của một cái T1, và họ không thể nào để tuột nó vào tay một cái đất kia. Còn Genji họ sẽ lấy về cho Bay và D-Line, cặp đôi xạ thủ hỗ trợ đang mới nổi trong giai đoạn gần đây, Saya và Naka. Vậy thì câu trả lời của Keria là Thresh hay là Nautilus? Tôi nghĩ rằng Thresh nó sẽ hiệu quả hơn, tại vì công thủ nó cũng toàn diện hơn một tí so với lại Nautilus, và phối hợp cũng tốt với lại Aphelios nữa. Thì đây là kèo về mặt chất tướng, tôi nghĩ rằng nếu như đánh đúng, cả hai bên đều đánh đúng về mặt kỹ năng, thì Thresh Aphelios sẽ nhỉn hơn rất là nhiều trong giai đoạn đi đường. Nó sẽ vô hiệu hóa cái combo đến từ con Rakan để bảo kê cho Aphelios, và đây là tiền đề cho T1 có thể có được thắng lợi ở khu vực đường dưới, ít nhất trong giai đoạn đi đường. Và chưa kể rằng Thresh có cái khả năng bảo kê tương đối là tốt dành cho Aphelios trong những tình huống giao tranh nữa. Tôi thấy rằng là trong cái ván thiếu đầu tiên, khi mà Base đi cùng với cả một con tướng mở giao tranh như là D-Line, thì khi mà đã không còn D-Line ở bên cạnh nữa rồi thì Bay đã phải tự sinh tự diệt. Khi mà anh ta tung ra hết cho mình phép bổ trợ thì anh ta buộc sẽ phải lùi rất là xa ra khỏi tình giao tranh, không có quá nhiều cái khoảng trống để có thể bắn. Thì với Saya có thể sẽ một phần nào đó đỡ hơn với Bay trong cái ván thiếu thứ hai này. Chúng ta sẽ cùng bước đến phase cấm chọn thứ hai. Và một cái điểm thú vị nhỏ nhỏ trong cái playoff vòng 3 này, chung kết đánh thắng này, là Viego sẽ được quay trở lại. Yumi thì vẫn chưa được sử dụng, và ngay lập tức có lượt cấm Viego ở bên phía của Genji à? Như vậy là Genji đoán rằng sẽ có một con Sejani đường trên. Thực ra đây là kèo mà chúng ta từng thấy ở trong một số meta trước. Bạn cầm một con Sejani thiêu đốt ở cánh trên thì bạn có thể all in ở cấp 6 để tìm cách dứt điểm được Jay, thậm chí là sớm hơn nếu như Jay phạm một số sai lầm khi đi đường để bị cấu máu. Thì đó là một cái lời giải thường xuyên được xuất hiện trong giai đoạn trước. Bởi vì một cái điểm nữa là với cái lượng giáp nhiều đến từ con Sejani thì bạn cũng hạn chế bớt được lượng sát thương đến từ Jay ở cánh trên. Cho nên Genji nghĩ rằng thì T1 có thể đưa ra cái bài toán, một cái lời giải, đó là con Sejani ở đường trên dành cho Zerg, cho nên họ cấm tiếp rừng. Thì bây giờ khi không có Viego để chọn thì có lẽ là chốt luôn con Sejani này đi đường rừng luôn rồi ta. Thì bên phía của T1 sẽ phải có câu trả lời khác cho con Jay của Doran. Họ sẽ được chọn trước ở bên phía đội 2, họ cũng đã cấm đi gần hết rừng rồi. Thì cũng là một câu hỏi dành cho Binet. Bây giờ Vi Wukong không có, Sejani không có, rừng trong meta đã không còn. Đội hình này của Genji nếu mà lấy những con tướng kiểu như là Lee Sin với Alice thì thật ra nó không phù hợp lắm. Tôi nghĩ là như vậy, hơi khó để triển khai. Tôi cảm giác rằng nếu như mà Genji họ muốn thì họ cũng có thể lấy về Alice được, rồi họ triển khai đánh cánh trên cực kỳ mạnh ở dạng đầu trận. Biết đâu đấy có thể thành công, nhưng đó cũng có thể là một cái bài toán mà họ buộc phải cược. Mà không biết liệu rằng là trong trận đấu này họ có muốn cược hay không mà thôi. Camera lia ngay vào gương mặt của Peanut, và đây là sự lựa chọn của anh ta. Anh ta sẽ phải đưa ra con tướng nào ở trong phiên bản này. Maokai được khóa lại, và phần trăm cao chắc chắn là ở vị trí đi rừng rồi. Cũng không còn nhiều lựa chọn, tôi nghĩ đây là một cái lựa chọn bắt buộc.
Một điều rất là thú vị là bên phía Genji họ, tôi tưởng rằng họ đã có thể ưu tiên cho Binet chọn ở lượt thứ 3, nhưng mà họ muốn có cái combo Sayarakan cho nên họ phải hy sinh Binet. Binet mất đi con Vi. Thì con Vi sẽ rất là đẹp trong đội hình này của bên phía Genji, để vì nó có thể giữ chân Aphelios, một vị tướng không có nhiều độ cơ động. Nhưng Genji cũng có một cái công cụ khác để quăng vào mặt của Gumayusi ở trong ván đấu này, đó là hòn đá cô đơn. Với con dây xuất hiện như vậy là con Malphite xuất hiện như vậy là dây sẽ được kéo ra giữa cho Chovy. Và đây là con Malphite đường trên của Doran à. Như vậy thì Gangplank quá dễ chơi luôn. Rồi bên T1 thì họ đưa ra kèo counter không đứng trên, hoàn toàn trong tầm kiểm soát của huấn luyện viên Benji mà thôi. Quan trọng là bên phía T1 họ đang muốn chơi theo phong cách nào. Và quyết định của T1 là họ sẽ chơi theo phong cách là cộng hưởng thêm những tình huống giao tranh ở giai đoạn giữa cùng với cả Sejuani và Lissandra và Thresh là Na trong tay của Zerg. Vậy thì cái nguồn sát thương của các thành viên bên phía Genji nó sẽ vẫn được đảm bảo ở hai khu vực đường, là ở đường giữa và ở khu đường dưới. Tuy nhiên sẽ có lẽ sẽ cần phải có những tình huống xử lý thật là tốt tới từ Doran ở trong cái ván thi đấu này, khi mà cần phải focus vào nhân vật chính của bên phía T1, bởi vì cái nguồn sát thương của bên phía T1 nó đang được đè khá là nặng lên đôi vai của Gumayoshi ở giai đoạn giữa của trận đấu. Đúng, nếu một số đội khác thì có thể là chúng ta nhìn thấy một cái điểm là có thể sẽ thiếu sát thương, nhưng vấn đề là con Na của Zed là một con tướng mà nó gây sát thương rất là nhiều. Anh ta là một người mà tôi có cảm giác rằng, tôi không biết cảm giác của tôi có đúng không, nhưng mà Zed thích chơi Na tí nỉ là Na khổng lồ. Anh ta không có nhiều lắm những tình huống sử dụng Na khổng lồ để gọi là hủy diệt giao tranh bằng những pha hất nhiều người, nhưng mà cái nguồn sát thương anh ta gây ra với con Na cầm tam hợp và rìu đen lại rất là nhiều. Chúng ta thấy rất nhiều pha highlight Na của Zed thì anh ta đang ở dạng Na tí nỉ và cứ chọi boomerang liên tục vào đội hình đối phương, thì nó sẽ giải quyết cái bài toán là có thể là không thiếu sát thương ở cánh trên của bên phía T1, nhưng cái bài toán đi đường thì nó có một cái điểm như thế này. Tôi không biết là Doran có quyết định là chơi cái bài là con Malphite thiên thạch để liên tục có những tình huống cẩu máu rồi sau đó tìm cách all-in dứt điểm được con Na hay không, bởi vì kèo này không phải là kèo này không khó lắm trong cái dạng đi đường đâu nha. Có thể là bạn có thể vẫn thua lính, nhưng bạn tìm được cách để kéo rừng lên thì nhiều khi là băng trụ giết con Na tiếng này cũng dễ. Thế là Doran cùng với cả Zerg sẽ phải cố gắng làm sao để có thể trao đổi máu với cả đối phương nhiều nhất có thể mà thôi. Với cái sải tay của Zerg thì có thể là người chơi đường trên của T1 sẽ có một phần nhiều lợi thế ở trong giai đoạn sớm của ván thi đấu. Khi anh ta tăng cho mình vào chiêu thức boomerang, nó sẽ khiến cho Doran có thể phải liên tiếp bị ép vào trụ. Cứ mỗi một lần mà Doran bước lên, khi mà ví dụ như có đủ 3 chiêu chẳng hạn, nhưng đang bước lên ta trao đổi thì cũng không hẳn là quá lỗ, mà có thể sẽ ép cho Zerg phải lui về. Thì cái bài toán ở khu vực đường trên có lẽ sẽ là tương đối là thú vị, và chúng ta sẽ cùng phải chờ xem liệu rằng là hai người chơi đi rừng có quan tâm tới cánh trên hay không, hay sẽ là một cuộc chiến về nguồn sát thương ở đầu trận ở vùng cánh dưới. Chúng ta sẽ cùng đến với ván thi đấu thứ hai của cặp BO5 trận chung kết nhanh thắng giữa T1 và Genji. T1 vẫn trung thành với combo Sejuani và Lissandra. Đây là combo làm nền rất là tốt, sẽ cung cấp một lượng CC cực kỳ lớn, và sau đó thì họ sẽ tạo khoảng trống để cho Gumayusi và phần nào đó là rớt ở trong ván đấu này để gây sát thương. Khi mà có được một cái đội hình làm nền tốt đến như thế này rồi, trong khi đó thì bên phía Genji họ thấy rằng với Aphelios là một vị tướng mà bạn không có nhiều độ cơ động lắm, cho nên là quăng con Malphite này sẽ tương đối là hợp lý, và đúng như dự đoán đây là con Malphite thiên thạch để tìm cách làm mềm Na tí nị trong giai đoạn đi đường, tìm kiếm những pha solo kill ở xung quanh thời điểm mà Malphite có được cấp 6. Thậm chí rằng là nếu như mà Peanut anh ta muốn can thiệp sớm thì cũng hoàn toàn có thể có cơ sở luôn, vì Maokai là một trong số những vị tướng có thể đi gank ở giai đoạn thậm chí là cấp 2 là tương đối là tốt, cấp 3 sẽ là tiêu chuẩn nhất, thì cái tốc độ đi rừng của Peanut cũng sẽ tương đối quan trọng ở trong cái phút ban đầu của ván thi đấu này, và chưa kể là cái vòng rừng nữa. Thì như những gì, những cái vị trí của Peanut đang đứng ở thời điểm hiện tại thì sẽ là một cái vòng rừng hướng lên khu vực đứng trên để cố gắng khiến cho Zerg bị mất càng nhiều cái áp lực càng tốt, giúp cho Doran có khoảng thời gian thoải mái hơn khi mà phải đối đầu với cả vị tướng có sải tay dài. Đứng dưới, Keria, Gumayusi đối mặt với lại Bay Delay trong một kèo đấu mà tôi nghĩ rằng sẽ có lợi thế về mặt chất tướng hơn dành cho T1, ít nhất là trong giai đoạn đi đường. Về giai đoạn sau thì Sayarakan sẽ là một cái bộ combo giúp cho bạn đánh giao tranh tốt hơn một tí với cái độ mở tốt đến từ Rakan. Nhưng mà khi đi đường bạn rất là khó mở vào con Thresh. Thường Rakan mà mở vào Thresh bạn mở không tốt thì nhiều khi bạn nằm luôn với cái bộ kỹ năng vô hiệu hóa đến từ Thresh. Thì Delay với lại Bay đang đánh rất là chắc chắn trong khoảng thời gian ban đầu, không có nhiều lắm những pha trao đổi. Còn Chovy thì cực kỳ tự tin lao lên lấy cấp 2 đánh cấp 1 và kéo 70% máu của Faker. Đó là một con Jayce tăng tốc pha trong tay của Chovy, và những tình huống trao đổi chiêu thức rồi cố gắng né chiêu là đang tương đối là mượt mà trong khi mà Chovy anh ta lên cho mình cấp 2 trước và ép Faker phải lui về. Faker trong cái ván thi đấu này thì không phải là cầm cho mình bình thuốc nữa mà sẽ là cầm cho mình nhận Doran,
cộng với cả bình máu. Và vừa rồi thì người chơi pháp sư đường giữa của T1 cũng đã phải bấm cho mình cái bình duy nhất rồi. Và Chovy sẽ cố gắng để có thể trèo kéo lượng máu của Faker càng nhiều càng tốt. Nhưng cái quan trọng là cái lượng năng lượng của Chovy đang tiêu tốn là tương đối là nhiều. Ở khu vực đường dưới thì Kera cùng với cả Gumayoshi cũng đang muốn là người đẩy được đường mạnh hơn và gây được áp lực so với cả Genji bên phía bên kia. Rõ ràng thôi, với mặt chất tướng áp lực như vậy thì Kera và Gumayoshi sẽ đẩy được đợt lính vào trụ. Trong khi đó thì việc mọi nơi có mặt ở đường giữa không bất ngờ. Trước đó Genji đã có mắt ở bãi chim biến dị và họ biết rằng anh ta không đi vòng ra phía sau lưng trụ để qua bên phía cánh dưới mà đi ngược ra khu vực đường giữa. Cho nên Chovy giữ vị trí chết xuống phía dưới một tí và gần như khiến cho Honor mất tương đối nhiều thời gian trong cái bụi đó. Nhưng ít nhất là sự có mặt của Honor ở đây, anh ta hy sinh thời gian của mình để giúp cho Faker bị giảm áp lực, được giảm áp lực ở trong khoảng thời gian vừa qua. Tốc biến giữ chân luôn, họ quyết định dùng sát thương và lấy tốc biến của Chovy. Rất là tự tin tới từ Faker bởi vì rõ ràng là đó là một tình huống hoàn toàn có cơ sở đến từ bên phía của T1. Họ có hai người trong pha đó và chưa kể đấy là một cái thế mà Faker cũng sẽ cần phải đẩy ép lên để sau đó anh ta có thể trở về nhà reset khi mà cái lượng năng lượng và lượng máu của Faker mất là tương đối nhiều rồi. Và Chovy cũng sẽ là người trở lại khu vực đường trước. Faker sẽ hoàn thành nốt cái đợt lính này, sau đó sẽ trở về nhà mà thôi. Tốc độ ván đấu thứ hai này vẫn đang diễn ra tương đối là chậm rãi thì vì chỉ có duy nhất một tình huống tác động vào khu vực đường tới từ cho đi rừng của T1 là Honor. Và bây giờ là tới lượt Peanut. Peanut đang có mặt ở khu vực cánh dưới. Vậy là đúng như cái suy nghĩ của tôi, hai người trên đi rừng có thể sẽ quan tâm tới khu vực sông dưới nhiều hơn. Anh ta đang chờ thời gian để có thể di chuyển vào bụi. Họ biết rằng cái bụi đầu tiên không có mắt, bụi thứ hai Delay đã quét và đang sẵn sàng được tổ chức một pha tấn công. Honor bởi vì mất thời gian ở khu vực đường giữa cho nên anh ta sẽ không thể nào có mặt cùng nhịp với lại Peanut được. Nhưng có cảm giác như Tiêu Anh cũng thấy được có một cái gì đó không ổn ở khu vực đường dưới, cho nên là khác với việc là đứng lên cao để áp lực thì Kera đang đứng lùi để sẵn sàng có những tình huống quăng lồng đèn giúp Gumayoshi về. Kera là người bị giữ chân, anh ta đẩy về móc án tự nhưng vẫn sẽ bị giữ chân lại, đã tốc biến. Honor đang xuống, Kera quăng lồng đèn bản thân mình để tạo giáp và có mặt Honor ở đây. Delay gần thấp máu lắm rồi, Honor giữ chân một người, đó là bay. Bay tốc biến rất nhanh, chuyển sát thương của Delay, sát thương dứt điểm vẫn thiếu một tí. Tiêu Anh đang tiến lên, Kera không có tốc biến để kéo nữa nhưng Honor vẫn còn một cú đột kích nữa đang chờ được sử dụng và đối phương cũng tốc biến luôn, vẫn có cú án tự thành công và đó là chiến công đầu cho Gumayoshi. Và đúng thật đó là một cú án tử luôn, găm thẳng vào người chơi đi rừng bên phía Genji là Peanut. Và bây giờ thậm chí rằng Faker cũng đang di chuyển xuống nữa. Delay và Pay đang phải lùi rất xa ra khỏi cái trụ một. Faker đang tiến tới, lượng năng lượng và lượng máu này hoàn toàn đủ để có thể băng vào nếu như mà các thành viên bên phía T1 họ có những tình huống giao tiếp tốt với nhau để họ có thể di chuyển vào cùng một nhịp. Nhưng cái quan trọng là đang muốn dành cho Gumayoshi càng nhiều lớp giáp trụ càng tốt. Bây giờ thì Chovy cũng đang chuẩn bị có những bước di chuyển của mình, nhưng Kera đang bước lên cực kỳ là khó chịu, chuẩn bị tung ra cho mình một cú án tử nữa. Và Faker là người ở lại và Peanut có mặt rất nhanh ở khu vực đường dưới. Tình huống lao vào tới từ người chơi đi hỗ trợ của Genji là Delay, nhưng Faker cũng đã kịp thời lui về. Lần này thì Peanut đã đoán ra được ý đồ đến từ mục tiêu của T1 trong pha đẩy đường dưới. Anh ta không còn để cho Bay và Delay gặp khó khăn trong tình huống đối phương tổ chức ba người xuống đường dưới nữa và đã giúp cho Delay được sống. Và đây là một sự hy sinh tôi nghĩ rằng khá là lớn đến từ Faker, bởi vì anh ta bỏ đường giữa một khoảng thời gian rất dài và đó là khoảng thời gian mênh mông để cho Chovy có được một chỉ số farm tốt trong khoảng thời gian mà Faker di chuyển. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đó là một tình huống các thành viên BG họ đã rất là chủ động rồi, nhưng những pha tung chiêu thức thì lại không thực sự quá tốt cho lắm. Cái Q của Peanut không hất tung được Kera về bởi vì Kera đã dùng cho mình cú lưỡi hai xoáy để đẩy Peanut ra, và thậm chí Delay lao vào cũng đã bị Kera né nữa. Xử lý thật sự rất là tròn trĩnh tới từ người chơi hỗ trợ của T1 để khiến cho bên phía T1 họ có được cái cơ sở để có thể bật ngược trở lại. Và cú án tử này thì gần như là không thể hụt được bởi vì trước đó đã có tình huống giữ chân tới từ súng trọng trường của Gumayoshi. Đánh con Fast mà kỹ năng nó cực kỳ khủng khiếp. Duran có thể phải dùng chiêu cuối của mình để chạy, anh ta vẫn đang bị làm choáng. Honor đứng che, sẵn sàng tiến lên và đó là không thể cản phá rút lui thành công của Duran. Nhưng nó sẽ lấy đi công cụ duy nhất để cho Duran có những pha all-in vào Zed ở khu vực đường trên rồi. Không mất tốc biến, nhưng có lẽ đó vẫn là điều mà bên phía T1 họ mong muốn. Bây giờ thì Zed sẽ duy trì áp lực ngược trở lại so với cả Doran ở khu vực đường trên. Con sứ giả thì chưa có, nhưng mà những tình huống di chuyển vừa rồi. Ôi từ từ khoan đã, Doran đang cực kỳ là khó chịu. Mặc dù không có cho mình cấp 6 nhưng vẫn đang tiêu tốn được rất nhiều máu tới từ Zed. Faker và Chovy đang tìm thời điểm để có thể di chuyển ở khu vực đường trên này. Vừa rồi là Peanut vừa cái nhịp biến về và Zed sẽ không gặp nguy hiểm trong tình huống này. Lợi thế nho nhỏ dành cho T1, cụ thể là ở khu vực đường dưới với một cái chênh lệch về chỉ số lính cộng với chiến công đầu cho Gumayoshi. Còn ở đường giữa tôi nghĩ là Faker cứ giữ cái lối chơi này thôi, anh ta sẽ tìm kiếm những cái đợt đẩy để có thể di chuyển và họ đã chuẩn bị rất là tốt cho những đợt đẩy xuống đường dưới của Faker khi mà cắm được mắt kiểm soát ở sông. Cho nên là hiện tại Genji đang có một cái khoảng đen rất là dài kéo từ đường giữa xuống đường dưới và đây là cái khoảng đen mà nãy giờ Faker Warner luôn luôn sử dụng để có thể gây áp lực.
Chu Vi thì với con dây này thì nãy giờ anh ta, thực ra con dây cũng không phải con tướng bạn đánh ra hai cánh tốt ở đường giữa, mà nó chỉ tập trung vào việc là lấy tài nguyên cho mình trong khoảng thời gian ban đầu để có nhiều sát thương hơn, để hướng tới một cái giai đoạn công trụ phía sau mà thôi. Bắt buộc các thành viên bên phía Gen.G họ không có bất cứ một sự lựa chọn nào khác bằng việc phải kiên nhẫn ở trong cái khoảng thời gian này, khi mà cái nguồn sát thương của Chu Vi chưa phải là quá lớn, rồi anh ta cũng thậm chí không thể nào di chuyển nhanh như là Faker được. Rồi Peanut cũng đang chưa có được những cái tác động cụ thể. Ở đường dưới thì họ đang yếu hơn, ở đường trên thì Doran đang gần như lúc nào cũng bị khai thác chiều cuối. Thì Gen.G họ sẽ cần phải có những tình huống xử lý thật là chậm rãi và cẩn thận trong những tình huống giai đoạn đi đường, đặc biệt là như vừa rồi. Nếu như người dính án tử mà là Pay thì sẽ là tương đối là nguy hiểm dành cho bên phía của Gen.G. Vừa rồi thì Kera bị lỗ máu trong tình huống mà họ tấn công vào Delight, bởi vì nó một pha mà với lượng trang bị hiện tại cũng chưa thể nào mà gây được nhiều sát thương được từ con Aphelios của Gumayusi. Trong khi đó thì Bay có một cái khoảng trống rất là dài để tấn công vào người của Kera sau tình huống combo của anh ta. Tuy nhiên thì pha đó cũng chỉ là một pha tạo áp lực đẩy lính bộ đôi đường giữa của T1 sẽ lui về. Binet có một cái bước tiến lớn khi mà kiểm soát được mục tiêu ở trong tình huống đẩy cao ở đường giữa, bởi vì bên phía Genji là đội lấy được lợi thế ở khu vực đường giữa, cho nên đường ra sứ giả của họ đã thoáng hơn rất nhiều, và T1 quyết định là không cạnh tranh ở tình huống sứ giả này bởi vì họ không có đủ cơ sở. Dù sao thì họ cũng đã biết rằng là khoảng thời điểm này chắc chắn là cái không thể cản phá của Doran đã kịp thời hồi lại rồi, và nếu như có một tình huống giao tranh nổ ra thì cái lượng hiệu ứng khống chế được nhồi vào tới từ bên phía Genji là rất là lớn với hai cái chiêu cuối của Doran và cả Peanut nữa. Mặc dù muốn sử dụng Chu Vi không phải là chưa thực sự dồi dào ở thời điểm hiện tại, nhưng với khả năng cò quay giao tranh về lâu về dài thì sẽ là bất lợi. T1 họ cũng không quá là ngại việc vùng bỏ này cả, dù sao thì cánh trên họ không có quyền kiểm soát, họ cũng đã có mục tiêu đầu tiên rồi, và họ cứ để từ từ cho Gumayoshi hoàn thành xong mình lưỡi hái và đánh theo mục tiêu rồng mà thôi. Ôi, cái cách lên trang bị này của Chu Vi thì phải đợi sát thương hơi lâu á nha. Anh ta lên giày, anh ta tôn trọng lượng CC đến từ bên phía của T1 cho nên anh ta lên giày thủy ngân trước, cầm theo cái lưỡi hái để cái lưỡi liềm, thì nên gọi là lưỡi liềm cho dễ hiểu, thì bên dễ dọn lúa hơn, và cả nước mắt nữa. Thì lúc này con dây farm đường giữa thôi, chứ cấu máu nó cũng chưa thực sự có sát thương để cấu máu nữa. Genji đang xác định rằng chúng tôi đang cần một cái khoảng thời gian dài để tăng tiến sức mạnh cho đường giữa và đường dưới, cho nên là chắc là cũng không có đột biến gì từ họ đâu, cứ chủ động phòng ngự, không để cho T1 vượt lên là được. Vâng ạ, hoàn toàn đồng ý ạ. Dù sao thì cả Chu Vi và cả Pace đều đang cầm cho mình lưỡi hái trên người, vậy nên cũng sẽ cần có khoảng thời gian để farm. Dọn hồ lưỡi. Tôi không biết dọn hồ chim. Tôi không biết liệu rằng là bên phía Genji họ có muốn buông bỏ cái mục tiêu tiếp theo hay không. Con rồng chỉ còn tầm 2 phút rưỡi nữa. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại để mà giao tranh thì họ cũng buộc phải có cả 5 người. Còn bên phía T1 thì cũng không hẳn là cần thiết phải có cả 5 người cho lắm, bởi vì cái nguồn hiệu khống chế họ gây ra được trên khoảng tầm 3 mục tiêu thôi đã là quá là lớn rồi. Lissandra, Thresh, thậm chí rằng nếu như mà Gumayoshi có súng trọng trường nữa thì là tương đối là tốt. Vậy nên nếu như mà Genji họ thật sự muốn đánh trì về giai đoạn cuối của ván đấu thì họ cũng có thể suy nghĩ đến việc là buông bỏ mục tiêu. Thực ra thì đúng, nên Long nói là bởi vì Genji nếu không có Doran di chuyển xuống thì chẳng có cách nào họ giao tranh được cả với cái đội hình hiện tại, và thêm một điểm nữa là cái ngưỡng trang bị hiện tại của họ cũng không phải là ngưỡng trang bị để giao tranh. Nên là họ có thể cân nhắc xem là con rồng nó cạnh tranh theo kiểu nào. Đối nếu mà thuận lợi với những pha làm mềm đối phương trước thì có thể thử bằng việc là đẩy cái chiêu cuối của Binet vào, sau đó thử coi là có tìm được góc cho Bay với lại Chu Vi bắn hay không. Còn nếu không thì một con rồng nguyên tố cũng có thể được nhường. Nhưng mà nhìn cái cách di chuyển của Genji trong thời điểm này thì hình như họ đang muốn tạo thế để vào rồng rồi. Và Zed đã phản ứng khá là nhanh với pha không thể cản phá của Doran, anh ta buộc phải tốc biến ở dạng Natini. Và với cái con sứ giả này lấy thế ở khu vực cánh dưới, Genji có thể, họ đã đẩy sâu những con mắt nha. Con mắt này vừa rồi cắm ở đường đó là có thể là con mắt mà dùng để dịch chuyển của Doran trong tình huống rồng. Sau khi có cho mình những cái lớp giáp trụ này thì tôi tin khá là chắc rằng trở về nhà Pay sẽ hoàn thành cho mình cái cung phong linh, và cái lượng đồ của anh ta sẽ bằng so với cả Gumayoshi bên phía bên kia. Vậy thì ít nhất là cũng có một cái tiền đề để cho bên phía Genji họ có thể chờ, để biết đâu đấy họ muốn cạnh tranh vào con rồng này thì họ cũng sẽ có một cái cơ sở nào đó. Cái không thể cản phá của Doran chắc chắn sẽ kịp thời hồi lại trước khi rồng có lại trên bản đồ, nhưng cái tốc biến của Zed thì không. Thì đó là cái nguồn thông tin mà bên phía của Genji họ có được lợi thế hơn một xíu dành cho bên phía so với cả bên phía T1. Để coi, bên phía T1 cũng rất là kỹ, họ biết rằng cái pha đẩy lên ở cánh dưới vừa rồi của Genji là để gài mắt lại, thì Kera cắm luôn một con mắt kiểm soát ở đường trước mặt con mắt của đối phương đó để có thể phá nó đi. Còn vừa rồi ở cánh dưới thì Gumayoshi quyết định làm mềm, ngăn chặn pha bấm B về của đối phương bằng pha xả luôn chiêu cuối, nhưng chưa thành công lắm. Honor có mặt ở đây, Binet có thể gặp nguy hiểm, nhưng ý định của T1 không phải là pha tấn công, bởi vì đã đổi cánh á. Đổi cánh là bỏ rồng rồi.
không có cái dịch chuyển nào trên người của Pay để có thể khiến cho chàng xạ thủ của Genji bất ngờ xuất hiện ở hang rồng cũng tầm 10 giây nữa cả. Và Genji nói rằng là ok, tôi sẽ đánh farm. Chovy là người có được chỉ số lính tốt nhất trên bản đồ, không gì ngạc nhiên. Và bên phía Genji cũng muốn rằng Pay là người có được chỉ số tương tự. Nhưng mà ở đường giữa, Chovy bị tấn công. Bốn người của T1 ở đây. Đây là chơi game gia đình. Anh nông dân này cầm lưỡi liềm nhưng có cả giọt nước mắt thì khóc rồi còn gì nữa. Cái E của Faker nó ác thật sự, tại vì anh ta đã đợi tới đúng cái khoảnh khắc cuối cùng mới nhấn E2 đó. Và Chovy nghĩ rằng là cái E đó không được kích hoạt. Tôi còn thậm chí tôi thấy là cái móng vuốt đó nó biến mất rồi. Bằng một cách nào đó Faker có thể sử dụng cái kỹ năng đó một cách rất là ảo. Chovy tưởng là không kích E, anh ta mới quay lại một nhịp để có cơ hội để cho Faker xuất hiện đó. Một cái con tướng nhìn đơn giản như vậy mà xử lý kỹ năng ác thật sự. Tôi không biết là có nên nộp con Lissandra không ta. Cảm giác như không cần thiết lắm, nhưng mà xử lý như vậy thì sao mà đỡ được. Và đúng thật luôn là đó là một cái đòn tâm lý giáng rất nặng vào người chơi đường giữa của phía Genji khi mà anh ta vô tình nhấn lên cho mình thêm một nhịp. Và bây giờ thì cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của Chovy nó sẽ còn càng bị kéo chậm hơn nữa, khi mà vừa rồi là cái nguồn tài nguyên nó bị bòn rút đi tương đối là nhiều, anh ta chưa hoàn thành xong mình lưỡi hái mà lại tốn thời gian. Các thành viên bên phía của Genji cố gắng đẩy thêm một chút cái lượng tài nguyên nữa vào tay của Doran bằng việc đẩy cho người trên đường trên của Genji xuống khu đường dưới để ăn lớp giáp trụ, và Pay sẽ có thêm cho mình lớp giáp trụ khu đường trên, thì khiến cho cái lượng tiền ở thời điểm hiện tại không phải là chênh quá nhiều, nhưng tôi chỉ sợ rằng là tốc độ thăng tiến sức mạnh của Genji là hơi bị chậm mà thôi. Tôi nghĩ là cũng không tới nỗi nào, tại vì họ đang có những cái quyết định về mặt macro rất là tốt. Thì anh nãy giờ có một pha những pha xử lý của Thiên Anh sẽ thiên về mặt kỹ năng, ví dụ như cách xử lý của Kerial Faker vừa rồi, nhưng về mặt macro bên phía của Genji với pha chấp nhận buông bỏ những mục tiêu để có thể dùng tiền cho các carry của mình, ví dụ Chovy không di chuyển đứng lại để farm rồi sau đó đổi cánh bay lên cánh trên để farm tiếp và lấy giám trụ, đang giúp cho Genji dẫn trước về tiền, về ngưỡng sức mạnh. Đúng, họ sẽ phải đối mặt với lại một đội hình có hai đồng nguyên tố sớm của T1, nhưng tôi không nghĩ rằng họ sẽ thua kém quá nhiều về mặt sát thương ở giai đoạn giữa của ván đấu. Và đừng quên rằng ở thời điểm mà bắt đầu Chovy có trang bị lớn đầu tiên và cái lưỡi hái của anh ta được kích thì sẽ là một cái bước tiến rất lớn về mặt sát thương của phía Genji. Và tôi cũng vừa đồng ý rằng là tôi nói hơi sớm khi mà vừa rồi là một tình huống cầu sớm qua cổng gia tốc lấy đi cỡ tầm 1/3 cây máu của con Na tí nị trên người của Zerg. Thì Chovy sau khi anh ta hoàn thành xong mình đồ thì anh ta cũng có thể hoàn toàn sẵn sàng để có thể giao tranh. Bây giờ là cái mục tiêu này, mục tiêu thứ tư ở trên bản đồ là con sứ giả thứ hai. Thì bây giờ sẽ là các thành viên bên phía của Genji liệu rằng họ có muốn quan tâm hay không, khi mà họ đã có cho mình cái trụ cột trên toàn bản đồ ở khu vực đường dưới rồi, là lượng tiền được nhường cho Doran. Ở thời điểm hiện tại thì hai người chơi xạ thủ đang có một cái lượng đồ có thể nói là tương đối là ngang bằng nhau. Bây giờ đang là bài toán về tầm nhìn, và bên phía T1 đang tạm thời là người nhỉnh hơn khi họ đang cử cả 5 người ra đây. Nhưng rất sẽ không có cho mình con Na khổng lồ trong khoảng thời gian sắp tới. Chovy đã có nguyệt đao, đây là cái đèn xanh để cho Genji bắt đầu tổ chức những pha tấn công của mình xung quanh các mục tiêu. Và khi mà họ đã kéo Dora lên cánh trên với không thể cản phá, họ gửi đi một thông điệp rằng chúng tôi đã sẵn sàng bước vào những pha giao tranh với các bạn một cách sòng phẳng. Và bây giờ bài toán đặt ra cho Genji là cái khả năng cẩu máu của Chovy nó có tốt hay không với con dây đường giữa. Thì anh ta có đầy đủ tài nguyên để gây sát thương, vấn đề là những cú cầu sẫm đó phải trúng. Doran đang bị khai thác, thì anh muốn lấy cái không thể cản phá này, Doran đang muốn giữ lại nó, anh ta đầu tư tốc biến bắt buộc phải giữ không thể cản phá để giao tranh. Và cái tín hiệu vừa rồi là bên phía của Genji họ đang muốn tổ chức một tình huống giao tranh ở khu vực sông trên để tấn công vào người con sứ giả này. Và lại một lần nữa rất sắp sửa hết Na khổng lồ rồi. Đây là khoảng thời gian giao tranh cực kỳ thích hợp đến từ bên phía Genji. Owner đang là người đứng đầu để có thể che chắn. Một tình huống bô la băng hàn chuẩn bị được tung ra, và vấn đề vào mục tiêu nào mà thôi. Faker đang di chuyển tới, Faker còn cho mình chiêu cuối. Lồng đen được tung ra để đưa Gumayoshi về. Owner vẫn đang muốn tìm kiếm đường lao vào, cấu máu tạm thời là tốt. Faker chuẩn bị lao vào, đó là sứ giả không có thành viên bên phía Genji. Và Gumayoshi đứng ngoài bắn cực kỳ tốt, anh sang rất lối. Bên phía bên trong này, phía đất là cố gắng chống chịu. Bay đang cố gắng xả sát thương, là một đổi một. Nhưng double kill dành cho Gumayoshi. Thì bọn họ đang tràn lên tấn công. Nãy tiếp theo có thể là Bay. Faker bấm đồng hồ để câu giờ. Bay buộc phải lui vì anh ta còn thanh tẩy. Tốc biến án tử không thành công, nhưng mà dù sao thì Pay cũng đã tung ra cho mình chiều cuối rồi. Nhưng đó là một tình huống có lợi hơn cho T1. Họ được tới 12 điểm hạ gục và Zerg sắp sửa có Na khổng lồ. Chovy còn tốc biến, cú quăng đá thành công nhưng Zerg không muốn lao vào. Genji đã quá tập trung vào mục tiêu ở trong tình huống giao tranh vừa rồi, và họ không làm được một điều rất quan trọng là vô hiệu hóa nguồn sát thương đến từ T1, đó là Gumayoshi. Không hề có bất kỳ một mối đe dọa nào vào xạ thủ của T1 trong tình huống giao tranh cả, bởi vì toàn bộ tầm nhìn và sự chú ý của Genji đã đặt hết vào con sứ giả. Chẳng tốn một chút xíu máu nào, không cần mất bất kỳ một công cụ nào để có thể thoát khỏi sự uy hiếp cả. Và Doran đã nằm xuống khi mà cái không thể cản phá của anh ta còn y nguyên. Anh ta bị dính một lượng CC quá nhiều. Anh ta nhìn về phía của Gumayoshi.
nhưng không thấy góc để có thể tung ra một cú hút của mình. Không thể lao vào được, dù rằng đằng sau cũng có người sẵn sàng chuẩn bị tiếp đón rồi, đó chính là Chovy, đó chính là Base. Nhưng cú không thể cản phá, không được tung ra, khiến cho thành viên VGNG họ không có cơ sở để giao tranh nữa. Trong khi đó, Gumayoshi lại một lần nữa quá thoải mái. Chúng ta đã được nhìn thấy cái hình ảnh của con Varus trong ván thiếu đầu tiên của Gumayoshi được đứng bắn thoải mái như thế nào, trong khi Pace cực kỳ vất vả. Thì ván đấu thứ hai này, ít nhất là trong khoảng tầm 18 phút vừa qua, cái điều tương tự đang diễn ra. Và Gumayoshi anh ta có cho mình tới 3 điểm hạ gục rồi, và vừa rồi còn được tự thưởng thêm cái trụ ở khu vực đường trên nữa. Lượng tiền cực kỳ là lớn chảy vào túi của chơi xạ thủ của phía T1. Doran tôi nghĩ đang cần phải tập trung hơn. Tôi nghĩ nhiệm vụ của anh ta ở trong những pha giao tranh thực ra chỉ có Gumayoshi mà thôi. Anh ta nên làm được cái nhiệm vụ đó, phải bắt buộc phải làm được điều đó, tại vì hiện tại con Aphelios này xanh rất là sớm. 3 điểm hạ gục của bên phía T1 đã rơi vào tay của Gumayoshi, thì anh ta đang ở một hưởng sức mạnh cực kỳ quan trọng. Phải dịch chuyển lên để cứu Doran, hất tung Zed, giữ chân Zed lại. Zed có tốc biển, đứng sát tường để tìm cách chạy, nhưng Chovy có mặt ở đây và Zed vẫn nhảy được qua tường. Một chấm máu còn lại không giúp cho anh ta sống được. Điểm hạ gục dành cho Chovy. Nhưng với cái tín hiệu vừa rồi, các thành viên VGNG họ đã buộc phải buông bỏ thêm một con rồng nữa. Và đây đã là con rồng thứ 3 rồi, lại một lần nữa là con rồng bản lề. Biết liệu rằng cái kịch bản của ván đầu tiên có diễn ra hay không ta? Lại một lần nữa là các thành viên VGNG họ sẽ phải giao tranh ở con rồng 4. Và đây thậm chí rằng lại còn dịch chuyển lên để có thể ăn trụ từ bên phía của VGNG à? Macro thú vị ha. Ván này cũng hơi lạ một tí, nhưng họ ràng họ thấy rằng đối phương đã ở lại khu vực hang rồng rồi, thì họ muốn có pha đổi trụ, dù gì thì cũng đã mất rồng. Thì pha xử lý này của bên phía Genji cuối cùng nó cũng tốt, tôi nghĩ là như vậy. Mặc dù là cái pha dịch chuyển của Doran thì rất Chovy lại giật ngược ra, nhưng mà họ vẫn lấy được cái dịch chuyển của Faker. Sau đó vẫn có khoảng trống cho Genji để có thể đổi được cái trụ một ở khu vực đường giữa. Những gì mà Genji đang làm về mạng macro vẫn đang tốt, và do đó họ vẫn dẫn trước về tiền hơn so với lại T1. Rồng hóa kỹ nó vẫn là một con rồng khá, nhưng nó sẽ không phải là một cái con rồng ở bên phía của Genji phải lo lắm, tại vì cái hiệu ứng, cái việc giảm hiệu ứng không phải là vấn đề quan trọng đối với bên phía của Genji ở trong những pha giao tranh, tại vì quan trọng nhất là cái đùng của Doran nó có trúng vào người của Gumayoshi hay không. Có một cái điểm nữa mà tôi đang để ý rằng là có hai cái trụ của bên phía T1 được nhường vào tay của Doran. Vậy nên là đây là một con Manfi đang có rất là nhiều tài nguyên, mặc dù KDA thì không phải xanh, farm thì thua so với cả rớt bên phía bên kia, nhưng cực kỳ cứng cáp. Nhưng cái quan trọng là cái sự cứng cáp của Doran sẽ cần phải được thể hiện trong những tình huống giao tranh sắp tới đây. Và có thể cụ thể là khoảng tầm 4 phút nữa chẳng hạn, khi mà ở con rồng tiếp theo. Thì bây giờ dù sao các thành viên bên phía Genji họ cũng đang bắt đầu tích dần điểm sức mạnh rồi. Chovy đã có hai đồ thần kiếm Muramana được hoàn thành xong, Bay cũng đang có hai đồ. Và cái sự kiên nhẫn của Genji liệu rằng đã được đền đáp hay chưa, thì có lẽ vẫn sẽ cần thêm thời gian để tìm ra câu trả lời. Bây giờ bắt đầu nên đi dọn người rồi, chứ đừng đi đường cảnh dòng lính nữa. Nhưng mà tại vì thời điểm này thì cũng chưa có mục tiêu, cho nên là vẫn sẽ là một cái khoảng thời gian để cho Genji lấy thêm tài nguyên cho Chovy và Bay. Mục tiêu sẽ xuất hiện ở thời điểm 3 phút 28 giây nữa, đó là con rồng nguyên tố mà bắt buộc Genji sẽ phải đánh. Nếu như dựa vào những gì đã xảy ra ở pha sứ giả trước, thì cái tỷ lệ bắn cầu sấm trúng của Chovy khá tốt. Ở trong cái tình huống trước đó, anh ta bắn khoảng chừng 4 quả thì tôi nhớ không lầm là đều trúng, hoặc là ít nhất là cả 3 quả đều trúng. Thì với lượng trang bị này, anh ta có thể làm mềm được ngay cả là Honor ở trong những tình huống đó. Chỉ là Honor đang lên đồ cũng thật là lên đồ cũng quen thuộc và hợp lý với con Sioni thôi, giáp mỏng quần mốc. Thì những phát bắn của Chovy nó nên lách ra phía sau để có thể tìm kiếm được những mục tiêu mềm hơn là Faker hoặc là Gumayoshi chẳng hạn. Con mắt sẽ giúp cho Genji ngăn chặn Phan Baron lén đỉnh từ bên phía của T1. Có lẽ là T1 họ đang muốn câu kéo một cái gì đó. Và đó là một tình huống xử lý cực kỳ chớp nhoáng tới từ Kyria, nhưng lại không chính xác vào người của Chovy. Chovy không mất tốc biến trong pha vừa rồi, còn Kyria thì mất tốc biến. Đó có thể sẽ là một cái điểm mấu chốt trong tình huống giao tranh sắp tới tới từ phía của T1, khi mà Kyria sẽ thiếu một chút đi cái sự đột biến. Rồi, 2 phút 30 giây nữa không ai bị mất gì nhiều, nhưng mà Kyria sẽ là một cái nạn nhân có thể bị nhắm tới trong những pha cấu máu tiếp theo đến từ Chovy, bởi vì anh ta không còn tốc biến nữa. Mục tiêu này cũng khá là mềm. Con Crash thì cũng không phải là một con tướng có nhiều khả năng chống chịu, thì Kyria sẽ phải đứng hơi lùi một tí trong pha ranh sau, tôi nghĩ là như vậy. Ít nhất là để phòng một trường hợp mà Gumayoshi bị dính cái không thể cản phá, thì vẫn còn có lồng đèn cho anh ta. Thế trận này tôi hoàn toàn tin rằng Genji có đủ sự tự tin để tiến về khu vực hang rồng sắp tới. Bắn thử cái coi Chovy chất lượng không, dò đường thôi. Bây giờ thì Tetan farm thì vẫn đang tốt rồi, nhưng mà đang có dấu hiệu là đang thua so với cả Gumayoshi, nên là cảm tưởng như là Chovy vẫn không hài lòng lắm và đang muốn đi farm tiếp. Làm sao để có thể đứng nhất ở trên toàn bản đồ trong cái trận đấu này thì anh ta mới có thể bằng lòng tiến vào tình huống giao tranh được. Và rồi tôi đang chờ Chovy để xem rằng cỡ một tầm một phút nữa, ở cỡ khoảng tầm
khi mà còn 40 giây ra rồng ấy thì các thành viên của Gen G họ sẽ tiến ra, thì Chovy sẽ phát ra thêm cái gì ở trên người. Bay thì vừa nâng cấp cho mình cái giày nên là lượng tiền mà anh ta có được sẽ không phải là quá dồi dào để anh ta có thể lên thêm một nhịp đồ nữa, nhưng Chovy thì đã hoàn thành xong lượng đồ này từ rất là sớm rồi. Thì chúng ta sẽ chuẩn bị được test đam thì sẽ là cái nguồn sát thương sẽ là bao nhiêu và cái sự chính xác của những quả cầu sấm là bao nhiêu nữa. Mùa giải này thì chỉ có mỗi con dây của Z là có chất lượng mà thôi, còn tất cả con dây khác thì cái tỷ lệ hụt cầu sấm rất là cao. Thậm chí là có một con dây gần đây mà Tiwan vừa giải quyết được là dây đi đường rất là xanh, nhưng mà dây đó là dây đấu sĩ vào giao tranh là bị CC liên tục cũng không cấu máu được gì cả của Kim. Bây giờ thì bắt đầu vào đó, chuẩn bị đây là lúc cấu máu này, nhưng mà Tiwan đánh chắc quá. Bắt đầu một phút nữa rồng ra, họ đứng rất là xa cho vì tránh việc bị cấu máu trước khi rồng xuất hiện. Có lẽ bên phía của Gen G họ cũng sẽ cần phải quan tâm thêm nữa một cái đợt lính ở khu vực đường dưới chẳng hạn, để một đợt lính thật là mạnh ở khu vực đường dưới lên, sau đó thì sẽ có cái đường di chuyển ra khu vực bờ sông dễ hơn. Và Pay đang cố gắng nâng cấp cái nguồn sát thương của mình bằng con bùa đỏ này. Chovy đang có trên người cái dịch chuyển và đang cố gắng kiểm soát thêm cái lượng tầm nhìn xung quanh khu vực hang Baron, đề phòng trường hợp T1 họ sẵn sàng có một tình huống trao đổi, đổi rồng lấy Baron. Cái mắt kiểm soát của T1 họ không phát hiện được cái con mắt màu xanh của bên phía Gen G. Đó là một nguồn thông tin cực kỳ hữu ích dành cho Gen G ở thời điểm hiện tại. Bởi vì T1 đã có 3 rồng rồi, cho nên là họ không quan tâm lắm tới con rồng tiếp theo, mà họ đang dồn cái lượng tầm nhìn của mình về phía khu vực hang Baron. Tốc độ ăn Baron của họ với một cái con Aphelios với lượng trang bị này cũng rất là nhanh nha. Cho nên là Gen G sẽ phải chú ý tới điều đó. Nếu như họ có tập trung hết vào rồng thì một cái đợt ăn Baron nhanh từ T1 có thể xuất hiện. Và do đó Gen G cũng đã phải thay đổi cái vị trí đứng của mình, chạy về phía khu vực hang Baron để có thể giật lại tầm nhìn. Họ không thể nào ăn rồng ngay bây giờ được, nhưng mà họ đang có được lính đẩy rất là cao ở đường giữa. Họ có nhiều thời gian hơn so với Tiwan để triển khai. Võ nơ đang đi vào cái bụi, nơi mà Binet đang đứng đợi sẵn, delay cũng đang chặn đầu và Chovy bắt đầu vào vị trí tốc biến được qua tường. Đó sẽ là một cái điểm quan trọng mà bên phía T1 họ cần phải để ý tới. Người chơi đi rừng của họ đang không có tốc biến. Nếu như mà Gen G họ có thể là người chủ động triển khai giao tranh thì sẽ ép cho Owner buộc phải lao xuống để đánh đổi, và sau đó thì sẽ là cơ sở để có thể mở giao tranh ra. Và bây giờ là bên phía của Delay lao lên tăng tốc lên, chiều cuối lao thẳng vào Guma Yoshi. Guma Yoshi bị rồi rất vào đầu, anh ta vẫn còn đang sống, anh ta vẫn đang bắn được. Cầu sống của Chovy thì vào không trung. Guma Yoshi đang có một dàn chắn tuyến trước cực kỳ tốt. Bây giờ thì là Peanut và Paige đang di chuyển tới bằng chiêu cuối của Peanut, giữ chân không được một người, đó chính là Owner. Baker đang tìm đường quay trở lại, Baker quay ngược trở lại bấm đồng hồ để câu giờ, nhưng mà đó là Paige vẫn đang cực kỳ thoải mái. Paige có một điểm hạ gục rồi, Chovy có cái điểm hạ gục và Faker đang phải tháo lui, nhưng anh ta không lui nổi. Double kill dành cho Paige, điểm hạ gục cực kỳ quan trọng dành cho Gen G. Baron mở ra trước cửa, các thành viên bên phía Gen G họ đang muốn tiến vào và Peanut tốc lên giữ thành công. Zed hét tung lên, Zed hóa ra khổng lồ, có một tình huống thanh tẩy tới từ Paige và Zed tốc biến bỏ chạy với chỉ khoảng tầm hơn 100 máu một xíu mà thôi. Không sao cả, vẫn sẽ là Baron thành công. Gen G ở phút thứ 25, thời gian tăng tiến sức mạnh của Gen G đã được tận dụng rất tốt, và với một tình huống xử lý họ bắt được Guma Yoshi. Tôi không biết đó là một sự thiếu tập trung hay sao mà pha biến về rất là hớ hên của Guma Yoshi. Bản thân anh ta không nằm xuống nhưng nó bắt T1 phải bước vào một pha giao tranh mà đội hình của họ bị chia cắt. Keria thì đang ở phía trên, anh ta cố gắng quăng cái lồng đèn xuống nhưng nó không cần thiết khi Guma Yoshi có thể lui về được. Nhưng đội hình của T1 không được tập trung lại, rất không có mặt ở trong pha giao tranh đó, và họ đã phải chấp nhận để cho đối phương có Baron. Linh hồn rồng hóa kỹ như đã nói không phải là thứ Gen G sợ. Nó không vô hiệu hóa được cái đội hình của Gen G ở trong ván đấu này. Và bây giờ thì lượng đồ của hai người chơi xạ thủ đang bắt đầu có sự chênh lệch rồi. Trong khi mà Guma Yoshi mới chỉ có cung xanh thôi thì đã có nỏ tốc biến trên người của Paige nữa. Và rồi rớt không có tốc biến, anh ta biết tung, anh ta bị làm chậm. Delay đang muốn tiến tới, Owner tung ra bộ A và Delay né được thành công. Delay muốn lao vào nhưng đó là một cái nhịp đẩy về rất tốt tới từ rớt để anh ta có thể tháo lùi. Chiều cuối của Peanut tung ra trúng vào người của ba thành viên của phía T1. Nhưng đó là một tình huống mà các thành viên của T1 họ đã ôm được thành công cái trụ rồi. Cầu sấm tung ra chính xác, cấu được một lượng máu tương đối tới từ Kyria, buộc cho các thành viên T1 họ phải lui về. Dora đang cực kỳ cứng cáp với 3.000 máu, anh ta đứng làm dàn chắn tuyến trước. Rất hay trên tình huống cầu sấm nữa. Và đó là Chovy với một cây đao hung tàn được có lên trên cái nguồn trang bị của anh ta, đang đẩy vào khu vực đứng giữa với bộ lợi Baron. Gen G đang tràn thẳng vào, họ không có vấn đề gì phải ngại cả bởi vì không có ai của T1 có thể phòng ngự, bởi Faker đã đẩy khu vực đứng giữa. Faker vẫn đang đẩy, anh ta đã bấm BV bởi nhận ra rằng mình không thể nào đẩy nhanh hơn bùa lợi Baron và đội hình 5 người của đối phương được. Án tử tung ra không trúng ai cả, Zed đang cố gắng tràn lên, Honor cũng tràn lên, họ giữ chân Doran lại. Nhưng đó là một con Malphite lên chống chịu, Zed đang đánh thường liên tục bay lui về, cầu sống cũng khá chất lượng. Và phía bên này, Binet bị kéo về thêm một nhịp nữa nhưng ta vẫn đi bộ về được. Đội hình T1 tràn lên nhưng họ không giữ chân được ai cả, Faker về hơi trễ một tí. Và Genji vẫn có thể thoát về, pha đẩy Baron này cực kỳ lời, vẫn còn hơn một phút bùa lợi Baron mà họ đã lấy được một đường của T1 rồi.
một cái Baron Powerplay cũng không phải là quá lãi giống như cái kịch bản mà T1 làm ở trong cái ván thiếu đầu tiên, nhưng quan trọng là đã có một đường, và bây giờ khi mà ở khu vực đường dưới đã lục như vậy rồi thì đường ra Baron dành cho bên phía Gen.G họ sẽ thoáng hơn rất là nhiều. Và đây là một tình huống mà mặc dù đã có bộ la bàn hàn tung ra nhưng cũng Gumshoe vẫn bị hất tung, và các thành viên của bên phía T1 họ buộc phải đánh xoay quanh người chơi xạ thủ của mình. Ánh trăng dẫn lối tung ra Shatter không phải là quá nhiều bởi vì khi các thành viên bên T1 họ đã phải lui ra hết rồi. Faker cố gắng lao vào tìm kiếm Ace, nhưng Ace được bảo kê rất tốt bởi vì Owner không lao vào để có thể nhồi thêm CC được nữa, và rớt thậm chí không có na khổng lồ và anh ta đến muộn. Pha đó là rớt đang ở khu vực đường giữa trong cái nhịp đẩy hai người của Gen.G, anh ta đang phải phòng ngự đường giữa, và khi mà Gumshoe bị đối phương lao vào thì đã không có mặt rớt ở đó, và đúng là chạy tới với dạng Na tí nị thì cũng chẳng để làm gì cả trong một tình huống mà Gen.G đã chia cắt đội hình của T1. Đó là một tình huống sai lầm rất đáng trách đến từ Gumshoe, và nó đã khiến cho ván đấu bây giờ mặc dù là Baron Powerplay về mặt tiền thì đúng là nó không ấn tượng bởi vì Faker đẩy được ở đường giữa, nhưng nó là một cửa Mega ở cánh dưới thì nó vẫn là một con Baron thành công dành cho bên phía của NG. Bây giờ T1 sẽ phải chuẩn bị nhìn xuống một cái đợt lính cực kỳ lớn ở khu vực đường dưới, và khi đó họ không có cách nào để có thể phòng ngự ở cả đường dưới lẫn đường trên, chắc chắn sẽ có thể là một đến hai cái trụ nữa dành cho bên phía của NG. Bây giờ thì Gen.G họ có thể kéo thêm Chovy lên đường trên chẳng hạn, thì với cái sải tay dài sẽ có thể lấy về cái trụ hai của khu vực đường trên. Ở khu vực đường giữa thì để cho Pay, Delay và Peanut đây là đủ rồi, nhưng không sao, họ vẫn đang triển khai cho mình chiến thuật 4-1 thì bộ lợi Baron đã hết rồi và đang cố gắng đẩy thêm một nhịp nữa từ bên phía Gen.G. Khi mà không còn bộ lợi Baron thì sẽ tương đối là khó để họ có được những tình huống gây sát thương từ tầm xa. Các thành viên của T1 họ đã phòng ngự thành công ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại, nhưng cỡ khoảng tầm 2-3 tên lính nữa thôi, thậm chí rằng ở đường trên thì cần tên này nữa thôi thì sẽ có trụ được cho bên phía Gen.G rồi. Lại bắn trúng, Chovy đang tiếp tục sử dụng con dây của mình một cách hiệu quả, và rớt với lượng máu này thì anh ta không thể nào đứng trước mặt một con Malphite có không thể cản phá được. Một trụ nữa, đường giữa cũng sẽ có trụ khi mà Binet cũng đã đẩy chiêu cuối của mình vào. Đó là một con Baron tôi nghĩ rằng tuyệt vời, đúng là tiền nó không nhiều nhưng tổng cộng là một cửa Mega, hai cái trụ thứ hai ở đường giữa và đường trên dành cho bên phía của Genji thì rất là thành công, lại tiếp tục một lượng tiền rất là lớn nữa chảy vào túi các carry của họ. Vâng, và khiến cho Gen.G họ đã vươn lên dẫn trước ở thời điểm hiện tại đang là con số 6.000 tiền rồi. Kyria đang cố gắng tranh giành con cua này với các thành viên bên phía của T1 để họ có thể dễ dàng kiểm soát hơn khu vực sông dưới trong cỡ khoảng tầm 1 phút sắp tới nữa. Con rồng thì sẽ khoảng tầm 2 phút nữa mới có mặt ở trên bản đồ. Còn con Baron thì là 1 phút 40 giây. Đây có thể sẽ là một cái tình thế tương đối là nhạy cảm cho cả hai đội tuyển. Trọng là bên phía của Gen.G họ có thể sẽ hướng tới được cho mình con rồng ngắn tuổi này. Còn Baron với cái khả năng đẩy vừa rồi của phía Gen.G bây giờ họ cũng sẽ không cần phải quan tâm cho lắm khi mà cái dàn chủ ngoài của họ vẫn đang còn, và cầu sấm của Chovy bắt đầu chất lượng sau khi mà kiếm Mayumu lên xong cầm thêm một cái cây búa chiến Scorpio nữa, mà những quả cầu sấm nó cứ dính liên tục như thế này là T1 bắt buộc phải dồn lên và để mở giao tranh. Thực ra ngoại trừ Honor thì Chovy muốn bắn vào ai cũng được, với việc là Honor thì cầm giáp máu của mốc, nhưng mà bốn thành viên còn lại của T1 thì dính những quả cầu sấm đều rất là thốn với cái lượng trang bị cực kỳ ổn định, chắc là cực kỳ mạnh luôn đến từ Chovy nữa, thì họ sẽ phải liên tục có những tình huống đứng sau lưng Connor, nhưng làm sao mà cả đội hình 4 người đứng sau lưng một con CD được thì chắc chắn sẽ bị áp lực mà thôi. Vấn đề là Chovy bắn có trúng hay không, còn nếu trúng thì cứ xác định là không phòng ngự được. Bây giờ thì Gen.G họ đang tập trung lại ở khu vực giữa và đang muốn lao lên để có thể cố gắng tìm kiếm điểm nào đó, nhưng mà đang phải chờ Chovy bắn cầu sấm chính xác cái đã. Hồi nữa anh ta sẽ kịp thời hồi lại máu mà thôi. Bây giờ thì bên phía Gen.G họ đang duy trì cái thế đẩy. Ở đường dưới thì đang là rớt rồi. Vậy nên là Gen.G sẽ bỏ khu vực đường dưới này đi và triển khai chiến thuật 1-4 để cho một mình Chovy ở khu vực đường trên tiếp tục duy trì cái thế lính ở hai khu vực đường còn lại để có thể di chuyển ra các khu vực bờ sông một cách dễ hơn. Và với cái thế như này thì có thể là họ đang muốn di chuyển lên khu vực sông trên để kiểm soát cho mình con Baron. Đây là cái nhịp biến về tới từ Pay để hoàn thành cho mình món đồ thứ tư. Có chưa? Anh ta, ồ, vậy là chưa có, đóng cho mình một bình thuốc thôi, sau đó sẽ quay trở lại giao tranh. Quan trọng là Bay cầm cho mình cái đồng hồ, anh ta biết rằng sẽ có một pha giao tranh lớn và rất quan trọng ở một là khu vực hang rồng ngàn tuổi, hai là khu vực Baron, cho nên là cần phải có cái đồng hồ để tự bảo vệ bản thân trong pha giao tranh sắp tới. Rồi, chúng ta lại trở lại câu chuyện cũ thôi, khi một bên có dây xanh thì câu hỏi luôn luôn được đặt ra là liệu con dây đó bắn có trúng hay không, và trúng ở trong trường hợp này thì có thêm một câu hỏi phụ là trúng ai, trúng ở nơi thì không chất lượng lắm.
Đây một tình huống Pinet là và chọn Faker là mục tiêu rồi, dịch chuyển sang để bọc đầu. Faker đang rất đơn độc bên phía bên này bờ tường. Faker đã nằm xuống rồi. Đô đang dịch chuyển xuống nhưng ta quá cứng cáp. Chiếc cuối vào người Gumaoshi. Gumaoshi không được chơi game, anh ta lao lên bắn. Gumaoshi bắn được. Gumaoshi vẫn đang bắn cực kỳ tốt. Đi lại lao vào và Gumaoshi cuối cùng cũng đã nằm. Sát thương cuối cùng từ Pay. Pay cũng đang khá thoải mái nhưng Pay còn rất thấp máu và Chovy đang muốn tiến lên để tìm kiếm một điểm phá cục nào đó. Kira bị bắn thương. Bắn thương thì không thể hụt được nhưng câu sấm thì lại hụt. Và Zerg đang phải bỏ chạy. Bay đang di chuyển tới, rớt nhảy qua một cái bờ tường. Delay quyết định là không bám theo nữa. Bên phía Genji họ vẫn còn sát thương. Đó là tới từ Chovy và Genji. Xếp lại đến từ Chovy và Bay. Nhưng T1 cũng đang chỉ còn có 3 người mà thôi. Và quyết định là sẽ liệu rằng có triển khai vào con rồng ấy luôn hay không đây. Bên phía bên kia vẫn còn người chơi đi rừng. Còn Genji thì không. Ăn rồng có hơi nguy hiểm không ta? Tại vì tốc độ di chuyển này của anh tôi nghĩ là như là kịp đó. Cho nên là Genji chợt nhận ra rằng là mình không có trừng phạt của đối phương có, thì họ bắt buộc phải lui về mà thôi. Và ngay lập tức bên phía của T1 tiến vào, họ có sát thương đến từ con Na tí nị của Zed, nhưng mà anh ta sắp chuyển thành Na khổng lồ. Genji cũng ở lại, bắt buộc phải ở lại để ngăn chặn pha rồng đến từ bên phía của T1. Đây là pha ở lại tôi nghĩ là không lời lắm cho Genji, tại vì họ đang cầm nhiều tiền mà đang chưa xài. Sức mạnh của họ không gia tăng kể từ lần cuối cùng hai bên va vào nhau, trong khi đó sức mạnh của bên phía T1 có gia tăng bởi vì lượng trang bị mà họ được mua ở trong căn cứ của mình. Cho nên giao tranh ngay thời điểm hiện tại chưa phải là quá lợi dành cho bên phía của Genji. Chovy cần phải có những củ cầu sấm chính xác để có thể giải quyết bài toán tấn công vào rồng từ bên phía của T1. Nhưng ta chưa tìm được góc để có thể bắn. Đội hình của bên phía T1 né tốt, họ đã né khỏi pha cầu sấm đó của Chovy rồi. Rồng còn khoảng chừng 6.000 máu, nó hết kiên nhẫn lui về phía hang của mình. Và liên tục là những tình huống Genji bắt buộc họ phải mở để tìm cách tấn công một đội hình T1, nhưng Honor đã che chắn hết. Faker lao vào giữ chân 4 người ở phía sau và đội hình của T1 đang tràn lên, nhưng Guma bị dính không thể cản phá. Guma không có khoảng trống, Guma cũng lao vào nhưng Guma vẫn bắn được. Anh ta có cái đồng hồ. Và như vậy là Genji đã không thể nào có pha giao tranh thành công. Bay còn sống nhưng đồng đội của anh ta đã gục ngã hết. Và rồng ngàn tuổi đang ở trước mặt của Genji. Pinet không có trừng phạt. Đó là Bay tiến vào không cướp được rồng, dính luôn ăn tử và đi luôn. T1 combat cực mạnh và họ bằng một cách nào đó có luôn ván đấu thứ hai. Chỉ một mình cái không thể cản phá thôi. Và thêm cả cái xuất hiện hành tráng của Delay là không thể đủ để có thể hạ gục Kumayoshi. Bởi vì sát thương dứt điểm của bên phía Genji là không hề có. Họ chỉ có hiệu ứng khống chế. Và khi Gumayoshi anh ta trở lại hai đôi chân của mình trên mặt đất, anh ta sẵn sàng bắn tất cả mọi thứ, mà chưa kể rớt cùng với cả Faker có những tình huống xử lý vô cùng tuyệt vời để cản không cho Genji tràn thêm vào và gây sát thương lên người chiến xạ thủ của mình. Ván thi đấu thứ hai đã có kết quả khi mà Gumayoshi vẫn còn ở trên bản đồ, anh ta đang bắt đầu bắn vào trụ. Delay lao ra nhưng Delay quá là mau giấy. Gumayoshi bắn quá đau, án tử tung ra chính xác và thôi xong rồi. Genji mất ván thi đấu thứ hai này. Cầu sấm tung ra dính vào người Kyria nhưng trụ mới là cái T1 quan tâm. Gumayoshi vẫn quá thoải mái bắn họ, thậm chí có rồng ngàn tuổi. Dolan lao ra, Dolan có cho mình điểm hạ gục. Nhưng nhà chính của Genji đã chờ chọi rồi. Nhưng tuy nhiên, tuy nhiên là Faker và Honor không thể nào có thể end game được. Và bây giờ là Pay ra, Pay đang bắt đầu dí theo Honor của Faker. Nhưng T1 đã lùi về được. Họ đang chạy, Pay cố gắng tràn lên một tí, đuổi thêm một nhịp nữa. Nhưng Faker vẫn thoát về được. Ván đấu vẫn còn đó, nhưng liệu bên phía Genji còn đủ khả năng để có thể kiểm soát nó hay không, khi mà giờ đây là một cái ngưỡng sức mạnh tăng tiến rất lớn đến T1 sau pha giao tranh vừa rồi. Và như đã nói, cái sai lầm của Genji rất là chí mạng. Đội hình của họ không tăng tiến sức mạnh sau pha giao tranh, trong khi đó Guma có thêm cái đồng hồ. Và một điểm nữa đó là cái quyết định, vấn đề là cái quyết định ở lại ăn rồng của bên phía Genji. Họ vẫn đưa ra những quyết định rất là sai lầm ở những giai đoạn then chốt. Lẽ ra sau pha giao tranh mà bạn không còn rừng, đối phương còn rừng, đi thẳng về nhà mua đồ đi, tại sao chạy ra rồng làm gì? Và thậm chí rằng sau pha giao tranh vừa rồi thì cái tốc độ thăng tiến sức mạnh của Maji nó còn càng khủng khiếp hơn nữa, khi anh ta ăn được một cái mạng 1.000 vàng tới từ Pay. Và bây giờ thì rất có thể thôi, vấn đề tâm lý sẽ là một cái cực kỳ quan trọng của bên phía Genji khi mà nhà chính của họ không còn cái gì để bảo vệ cả. Và T1 hoàn toàn có thể tìm đường để có thể backdoor. Tôi đang nhìn thấy Faker với cả Zerg đang đi cùng nhau để chuẩn bị backdoor, trong khi những thành viên còn lại đang tấn công ra khu vực Hamadon. Faker và Zerg đang côn nhau để có một tình huống backdoor. Pinet bên phía bên này, Pinet đã phát hiện ra rồi, đã nhìn thấy Zerg, đã nhìn thấy Faker. Genji đang phải chạy về, dịch chuyển trở về nhà. Chiêu cuối của Pinet tung ra, nhà chính không có cái gì bảo vệ cả. Một, xin lỗi, là nửa cây máu nhà chính đã bị tấn công. Faker nằm xuống, nhưng Zerg vẫn đang bắn vào nhà chính. Zerg bị đẩy ra, Zerg vẫn đang nỗ lực, Zerg không kịp. Một đấm máu nữa thôi, nhưng con bà đòn này sẽ thuộc về T1. Họ sẽ ăn nhanh bà đòn và tất cả sẽ cùng lui về. Trong khoảng thời gian mà Zerg và Faker bấm đếm số trên bảng, thì liệu bao nhiêu thời gian đây có đủ cho Genji để có thể tấn công vào nhà chính của T1 hay không? 30 giây mấy giây đếm số. Tôi nghĩ không đủ thời gian cho Genji end cái game này. Họ có thể lấy được đường giữa, nhưng không thể dứt điểm được ván đấu khi mà
hai thành viên đi đường đơn của T1 sẽ hồi sinh lại. Và chưa kể rằng là cái thế lính ở hai khu vực đường cánh vẫn còn đang thực sự rất là xấu nữa. Genji họ không thể nào có được những cái lợi thế để có thể lấy thêm bất cứ một cái tài nguyên nào cụ thể cả, ngoại trừ cái nhà lính ở khu vực đường dưới nữa nếu như họ đẩy vào. Vậy là có thể sẽ là hai cửa. Nhưng Genji họ có muốn làm gì hơn thế? Ui, sát thương của cúm LG như thế kia thì sao mà chịu nổi. Bay, Bay mất trắng 2/3 cây máu và buộc phải bật vương miện Shuria để lui về. Bên phía bên này Kyria cũng là owner vẫn đang muốn dí theo. Các thành viên bên phía Genji họ đang bị lùa ra phải có cổng gia tốc để bỏ chạy. Genji đang cực kỳ đáng sợ, xin lỗi là T1 đúng hơn, cúm LG là cực kỳ đáng sợ. Và Genji đang phải ôm nhau để tháo lui. Genji sẽ phải lui về, chắc chắn là như vậy, bởi vì lúc này toàn bộ đội hình của T1 đã hồi sinh lại và họ sẽ đẩy thẳng vào khu vực đường giữa. Cái nhà chính của Genji chỉ còn một tí máu mà thôi. Và bất kỳ ai bên phía của T1 chạm được vào nó thì cũng sẽ là dấu chấm hết dành cho Genji. Trong khoảng thời gian này thì thực ra T1 cũng đang có cái lợi thế từ bù lợi Baron từ ba thành viên còn lại của mình, nhưng họ quyết định an toàn, không đẩy hết toàn bộ đội hình vào đường giữa nơi mà đã có Mega sẵn và có thể lính tốt sẵn. Họ sẽ đẩy xuống khu vực đường dưới để lấy bớt những cái dàn trụ ngoài cuối cùng của bên phía Genji, để ít nhất nếu như phải cạnh tranh ở khu vực hang rồng tiếp theo thì họ sẽ có nhiều lợi thế hơn xung quanh khu mục tiêu này. Vụ lợi Baron vẫn còn rất là nhiều thời gian, vẫn còn đủ để cho bên phía T1 tiến vào. Họ đang chờ đợi Zed đẩy ở khu vực đường giữa để có thể giữ cái sức ép. Các đội viên T1 họ không muốn lao vào những tình huống giao tranh 50-50 mà họ sẽ cố gắng để có thể tối đa hóa được những cái lợi thế của mình càng nhiều càng tốt. Bây giờ sẽ là cái trụ ở khu vực đường dưới, sau đó thì với một cái tân binh nữa chuẩn bị được đẩy vào thì họ sẽ cố gắng lấy thêm một cái nhà lính ở đường dưới hay chăng đây, hay là họ sẽ chuẩn bị trở về nhà để sẵn sàng chuẩn bị cho con rồng ngàn tuổi tiếp theo. Và quyết định của họ là sẽ trở về nhà để có thể sạc đồ, sau đó quay trở lại cỡ khoảng tầm 1 phút 20 giây nữa thì con rồng ngàn tuổi thứ hai của bản đồ sẽ xuất hiện. Như vậy là chúng ta vẫn chưa thể nào giải quyết được ván đấu, vẫn sẽ phải hướng tới những cái mục tiêu. Còn bao nhiêu thời gian nữa ta? 1 phút nữa thì rồng sẽ ra lại, hơn 40 giây còn lại bù lại Baron của T1. Nhưng mà do cả hai bên đều mất nhà lính đường giữa cho nên cái thế trận ở xung quanh đường giữa nó cũng chưa phải là lệch hẳn về bên phía của T1. Dù gì thì họ cũng đẩy một cái nhịp rất là tốt ở đường giữa và đường dưới, cho nên là Genji đang phải cố gắng giành lại tầm nhìn một cách từ tốn. Delay đang di chuyển liên tục, nhưng bản thân anh ta vừa sử dụng một con mắt kiểm soát của mình rồi, tiếp theo đó là anh ta không có máy quét nên chưa vô hiệu hóa được hết tầm nhìn của bên phía T1. Con mắt kiểm soát cắm ở đường đó là để tránh một pha backdoor của bên phía T1. Và bây giờ các thành viên T1 họ bắt đầu di chuyển ra khu vực hang rồng. Tôi vừa mới để ý rằng là Gumayoshi đã bán giày và để nâng cấp cho mình thành một cây huyết kiếm hoặc là một cái giáp thiên thần. Nếu mà tôi nhớ không nhầm thì là như vậy. Thì anh ta sẽ có thêm một chút cái khả năng phòng ngự và nguồn sát thương cũng được bổ trợ hơn một chút xíu. Cái lượng giáp của Gumayoshi có là tương đối tốt, chưa kể rằng Kyria lúc nào cũng đứng cạnh nữa. Và để xem nào, liệu rằng bao nhiêu cú không thể cản phá mới là công thành công của Gumayoshi đây, khi mà cái sự bảo kê vẫn đang là tương đối tốt. Đang là chơi Aram 5 năm ở khu vực đường giữa. Cầu sấm tung ra lần này không chính xác. Các thành viên của bên phía Genji họ đang muốn trả lên tấn công. Doran lao vào tốc biến bỏ chạy tới từ Kyria. Và Doran đang rất là đông phía bên trong này. Doran đang 1 cân 5. Anh ta đã bị bắn rất đau. Và Pay đang phải áo giao tranh khi bị Faker lùa. Pay bị đẩy vào tường. Pay có thanh tẩy. Anh ta rút ra được. Nhưng Pay không được bắn quá thoải mái cho lắm. Trước khi đầu của Melchi thì cực kỳ là thoải mái. Không ai quan tâm đến Melchi cả. Thu Long rút được cả 5 người. Thành công đến từ Pay. Pay có mình một điểm ở gục. Nhưng các bạn đuổi không đầy không được rồi. Pay đang rất đơn độc. Sát thương của Pay là không thể nào đủ được rồi. 1, 2, 3, 4. Và bây giờ sẽ là cái mạng thứ 5 của Genji nằm xuống. Không tìm được Gumayoshi, chỉ tìm được một mình Zed. Làm sao mà có thể đủ đây? Genji họ mất đi ván thi đấu thứ hai. Tỷ số sẽ là 2-0 cho T1. Cầm con mau phai ông lại đi, không thể cản phá. Và con Lee Sandra của Faker. Và sau khi không thể cản phá đó thì làm sao bạn có thể hạ gục được con Lee Sandra? Vẫn còn chiêu cuối và đồng hồ. Trong khi đó con Aphelios đứng kế bên, nó bắn liên tục. Mau phai bao nhiêu chống chịu để có thể chịu được bây giờ? Genji vẫn đánh rất hay ở trong giai đoạn đầu của ván đấu này, nhưng họ vẫn bị cái những quyết định ở thời khắc then chốt của họ tệ quá. Việc ở lại trong tình huống ăn rồng đó đã khiến cho Genji mất luôn cả ván đấu. Và tới thời điểm sau thì Malphite của Doran cũng không làm được nhiệm vụ của mình là vô hiệu hóa được Gumayoshi. T1 vượt lên dẫn trước 2-0 trong trận chung kết nhánh thẳng và chỉ còn cách chiếc vé đến Maasai 2023 một ván thắng nữa thôi. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại các bạn sau giờ nghỉ để xem liệu có bất kỳ một sự đột phá nào đến từ Genji ở ván đấu có thể là cuối cùng của họ hay không.